Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý là câu đằng. Thì em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng câu đằng sao cho hiệu quả nhất. Thì câu đằng là một vị thuốc nổi tiếng ở trong đông y và y học cổ truyền, do có nhiều tác dụng quý, đặc biệt là tác dụng trấn kinh và ngắt cơn động kinh và điều trị co giật của vị thuốc này. Thì ngoài tên câu đằng thì còn có tên gọi khác là thuần câu câu hay là gai móc câu. Về khu vực phân bố thì cây câu đằng mọc ở nước ta hiện nay vẫn chưa được trồng các bạn, chủ yếu là nguồn mọc tự nhiên, và cây thường mọc hoang ở các vùng đồi núi của các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Hòa Bình. Về bộ phận dùng thì điểm đặc biệt của cây này là cái mấu của thân có gai các bạn. Đây, như tay em cầm này, đây sẽ cây sẽ có gai như này các bác nhé, như cái móc câu luôn các bạn. Như móc câu luôn. Thì cái bộ phận này sẽ dùng làm thuốc các bạn. Thì cách chế biến và thu hái thì vì cây mọc hoang nên người dân thu hoạch quanh năm, và thời vụ thu hái thường vào tháng 7 tháng 8. Thì cái thời gian này thì cái cây nó được già và cái móc câu này cũng rất là già rồi thì sẽ có hiệu quả tốt hơn các bạn. Và sau khi thu hái về thì sẽ chặt và lấy cái phần này các bác nhé, để làm thuốc. Mình phơi khô xong là dùng làm thuốc ạ. Về thành phần hóa học thì trong câu đằng các nhà khoa học đã tìm thấy chất alkaloid và hoạt chất chính là rhizophyllin. Cái hoạt chất này chiếm 28,9%. Về công dụng thì câu đằng là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền và lịch sử y học Trung Quốc, và câu đằng được sử dụng làm thuốc để điều trị các bệnh về rối loạn chức năng hệ thống thần kinh. Ngoài ra cây câu đằng có một số tác dụng sau. Một là tác dụng trấn kinh, điều trị co giật, chống động kinh. Hai là tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, ngăn chặn quá trình lão hóa và đặc biệt ở người già. Ba là tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson. Bốn là điều trị chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu. Năm là điều trị bệnh cao huyết áp, rất hiệu quả. Sáu là trẻ con bị kinh giãn. Về đối tượng sử dụng ấy, thì là một là những người bị động kinh, rối loạn chức năng thần kinh và tâm thần phân liệt. Hai là người già bị mất trí nhớ, rối loạn thần kinh. Ba là người bị bệnh Parkinson. Bốn là người bị chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu. Năm là bệnh nhân cao huyết áp. Sáu là trẻ con kinh giật và khóc đêm. Về cách dùng và liều dùng thì một ngày mình dùng khoảng từ 8 đến 15 gram này các bạn. Đấy, dưới dạng là sắc nước các bác nhé. Thì mình đun uống nước trong ngày. Chú ý là mình không được đun sôi quá lâu. Mình đun sôi khoảng dưới 15 phút thôi các bạn. Tại vì là nếu mà đun kỹ quá thì cái giảm có thể giảm dược tính của cái vị thuốc câu đằng này đi. Nên các bác chỉ đun dưới 15 phút thôi. Tính từ thời điểm bắt đầu sôi thì mình cứ còn đun khoảng tầm 7 đến 10 phút. Đấy. Cái nước thì mình sau khi đun sôi mình để nguội rồi đóng chai bỏ tủ lạnh uống trong ngày. Bên em thì có cung cấp cái câu đằng này. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé. Thì ngoài câu đằng thì chúng em còn cung cấp các đồ rừng như lấm lim chi, lấm lim xanh, tam thất, xạ đen, an xoa, cà gai leo, vân vân. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác luôn mạnh khỏe. Chào và tạm biệt các bác.